Đề thi giữa kỳ ngày hôm nay ạ, chất nào sau đây cho phản ứng tráng bạc ạ? Thì mình lưu ý cho thầy nhá. Mình lưu ý cho thầy nhá. Điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc là gì ạ? Điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc. Điều kiện để có bạn nào nhớ điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc không ạ? À, điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc là nó phải có nhóm chó anhít đấy ạ. Hoặc là HCOOR phải, một trong hai điều kiện này thôi là có tráng bạc rồi. Và mình nhìn vào trong đáp án này là mình chọn được ngay, đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Rồi ok. Thầy Tuyên Dương các bạn đã chọn đáp án C nhá. Ui giời, Tuyên Dương bạn Ánh Nguyễn này, Tuyên Dương bạn Ngọc Mai này, Tuyên Dương bạn Hà Vũ này, Tuyên Dương bạn Khánh Nguyễn này. Ok. Câu số 2 ạ. Chất nào dưới đây tạo phức màu tím với CH2 lần? Lưu ý nha, phức màu tím với CH2 lần thì chỉ có một cái phản ứng mà tạo màu tím với CH2 lần thôi. Đúng không ạ? Đó là gì ạ? Đó phản ứng biure. Bi ore hay là biure đấy. Là của những anh gì ạ? N-peptide. Tác dụng với CH2 lần thì tạo thành dung dịch màu tím. Được không ạ? Với điều kiện là peptide là từ tripeptide trở lên, n lớn bằng 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng chúng ta là gì đấy? Nó phải là tripeptide trở lên, vì vậy nên nó không thể là gly valine được. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhá. Ok không? Thầy Tiên Dương bạn Khánh Nguyễn chọn ý B bị nhầm mất rồi. Bạn Mồn Lèo C chính xác. Bạn Khánh Nguyễn chọn, bạn Hà Vũ chọn rất tốt. Ok Ánh Nguyễn, ok Ngọc Mai. Ngọc Mai làm rất là chuẩn đấy. Nào các bạn tiếp theo nào. Mình sang câu tiếp nào. Câu số 3, este nào sau đây có mùi chuối chín cây? Kiểm tra về kiến thức este đây ạ. Este nào sau đây có mùi chuối chín cây? Mùi chuối chín ạ. Anh nào ạ? Anh nào các em? Isoamin acetate là mùi chuối chín. Thế còn anh etin propionate là mùi gì ạ? Anh này là mùi dứa. Còn anh benzin acetate là mùi gì? Mùi hoa nhài. Còn riêng thằng isoamin acetate là mùi chuối chín. 3 ý C nhá. Rồi, Tiên Dương Hà Vũ này, Phùng Thảo Ánh Nguyễn, Hoàng Chí Kiên này, Như Ái này, Ngọc Mai, Tiên Dương các em. Các bạn ơi, thầy có một cái bộ là bộ giải chi tiết của cái đề này. Không biết là bao nhiêu bạn muốn lấy cái bộ giải chi tiết của cái đề này. Nếu bạn nào mà muốn lấy cái bộ giải chi tiết đề này thì nhớ tag 3 bạn vào trong buổi live ngày hôm nay nhé. Và inbox cho fanpage để nhận được cái đề giải chi tiết của cái buổi live ngày hôm nay. Cực kỳ chi tiết luôn. Câu số 4 ạ. Đun nóng tristearin trong dịch NaOH thì thu được glycerol là gì? Thì tristearin công thức nó là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Trong dung dịch NaOH thì phải mình tạo thành là C17H35 COO Na cộng C3H5 OH 3 lần. Đúng không ạ? Vậy nó là C17H35CONa. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án. Ok chưa? Tuyên Dương Nguyễn Lan, Ánh Nguyễn. Nguyễn Đại. Ô Lê Duy Việt Anh bị nhầm mất rồi. Ngọc Mai, ok rất tốt, rất chính xác. Câu số 5 ạ. Chất nào sau đây là monosaccharide? Thì monosaccharide các bạn nhớ cho thầy nhé. Nó là bao gồm những anh nào nhỉ? Glucose và fructose. Thì ở trong này chỉ có C, glucose là monosaccharide mà thôi. Câu số 6 ạ. Trong điều kiện thích hợp thì glucose lên men tạo thành C5OH và anh nào? Trong điều kiện thích hợp, glucose lên men tạo thành C2H5OH và anh nào ạ? Và anh nào ạ? Anh nào? Đây ạ, glucose thì lên men tạo thành C2H5OH và anh
CO2 đây glucose, một glucose, một C6H12O6 lên men thì tạo thành hai lần thằng CO2 cộng hai lần thằng C2H5OH. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu số 7 ạ. Úi dồi ôi, polymer này, câu này các bạn sợ này. Polymer này, câu này các bạn sợ này. À quên mất. Tí nữa quên mất không nhắc các em. Là bắt đầu từ ngày mai là bên trung tâm có tổ chức một kỳ thi giữa học kỳ dành cho tất cả các bạn và các em, mà có phần thưởng cực kỳ đặc biệt dành cho tất cả các thủ khoa khối, thủ khoa khối A, thủ khoa khối A1, thủ khoa khối B, một phần thưởng cực kỳ đặc biệt. Các em biết đặc biệt nào không? Đó là 500.000. Đấy. Thứ 6 nhá, thứ 6 nhớ vào thi nhá, thứ 6 nhớ vào thi môn hóa nhá. Thủ khoa khối là được 500.000, thủ khoa môn là được tặng một khóa học của thầy Bình trị giá 500.000. Xịn chưa? Đề hôm thứ 6 là một đề cực kỳ hay, cực kỳ thú vị dành cho tất cả các bạn và em. Nhớ vào thi nhá. 500.000 đấy, tiền mặt luôn, tiền tươi luôn, chuyển khoản luôn. Năm nay chơi lớn chưa? Anh em thấy chơi lớn chưa? Chơi lớn như thế mà không share cho thầy Minh thì hơi tiếc nhỉ. Ok ạ. Hãy share buổi live này bởi vì tuần này thầy Minh chơi tất tay luôn. Câu số 7 ạ. Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo ạ? Xem đúng nhá. Chất dẻo là nào? Polyethylene. Đáp án đúng là đáp án B. Thế Tuyên Dương bạn Hà Vũ, ôi anh Nguyễn sai mất rồi, tiếc quá. Hoàng Trung Hiếu sai mất rồi, tiếc quá. Thiên Phú ơi, amylose không phải chất dẻo. Mỹ Âu đúng. Ok, Tuyên Dương tất cả các bạn và các em đã chọn đáp án B nhá. Câu số 8 ạ. Các bạn nhớ nhá, thứ 6 ngay trên fanpage của thầy Minh sẽ tổ chức một kỳ thi giữa học kỳ. Và bạn nào được điểm cao nhất của các khối A, A1, B, D01 thì các bạn ấy sẽ được 500.000 tiền mặt. Và những bạn nào thủ khoa của mỗi môn thì sẽ được tặng một khóa học trị giá 500.000. Ok, xịn chưa? Chơi được, nói được luôn. Câu số 8. Thế thì cái đề hôm nay để chúng ta tập dượt, để hôm thứ 6 mình làm cái đề của thầy thật xịn, thật chuẩn. Thứ 6. Thực ra là bắt đầu là thi từ thứ 5 đấy. Đề của môn toán lý hóa là đều có từ hôm thứ 5. Thì các em chỉ cần click vào nút chuông và xem trước ở trên fanpage của thầy thôi. Tại vì là tất cả những cái đề này thì sẽ được đăng ở trên fanpage của thầy nhá. Sẽ đăng ở ngay lập tức trên fanpage của thầy. Câu số 8 chất béo là trieste của glycerol và axit béo. Tristearin công thức cấu tạo thu gọn là C bao nhiêu ạ? Stearin là C17H35 COO tất cả 3 lần C35 C ạ. Câu số 9 ạ. Câu số 9 nào các em? Câu số 9 đáp án gì ạ? Xịn chưa? Xịn thế gì nữa? Úi dồi ôi, câu này sẽ có một skill giải cực nhanh luôn. X là một alpha amino acid, kệ bố nó. Kệ bố nó. Skill của thầy Minh làm nhanh ra này. Chúng ta chỉ cần thuộc cho thầy này. Gly 75. Ala 89 phân tử khối ạ. Valin 117. Acid glu 147. Lysine 146. Đúng không ạ? Thế vậy bây giờ 95X thì mình sẽ có này. Đây là một alpha amino acid thì mình sẽ có là số mol nhóm NH2. À đây tác dụng với KOH thì số mol nhóm COH ạ. Số mol nhóm COH thì chính bằng M muối trừ M amino acid chia cho anh này là kali thì phải trừ 1 cộng 39. Đây là skill kịch độc của chúng mình, của thầy Minh. Cực xịn luôn. Và câu chuyện chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần thay số thôi. Câu chuyện chúng ta bây giờ chỉ cần thay số thôi. Đây nó bằng này. 13,56 trừ đi 9 chia cho 38 bằng bao nhiêu mol? 13,56 trừ đi 9 bằng chia 38 bằng 0,12. Thế giả sử như X chỉ có một nhóm COH. X có một nhóm COH.
thì ngay tức mình tìm được phân tử khối của x nó bằng 9 chia 0,12 bằng 75. Ô, 75 các em biết chọn ngay thằng nào rồi. 75 chúng ta biết chọn ngay anh nào. Skill kinh không? Skill kinh điển không? Một team vì skill kinh điển à? Một team vì skill kinh điển. Gly xin. Đỡ phải làm nhiều. Mình tăng tốc được. Đúng chưa? Mình hiện thực hóa được cái việc giải nhanh. Ok không? Các bạn thấy skill của thầy mình dã man không? Đấy. Thì những cái skill như này nhá, thì luôn luôn được thầy dạy full trong khóa S1. Những bạn nào mà muốn tìm hiểu và muốn sở hữu top 50 skill cực nhanh thì có thể inbox cho fanpage của thầy để tìm hiểu về khóa S1 nhá. Khóa S1 của thầy hiện tại học đang rất chất. Câu số 10 ạ. Câu số 10. Chất X là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật và tạo nên bộ khung. Tạo nên bộ khung thì nó không thể là tinh bột được, mà nó chỉ có thể là cellulose mà thôi. Được chưa ạ? Trong mật ong, chất Y chiếm khoảng 30%. Và trong máu người, Y không đổi là 0,1%. Vậy thì Y không đổi là 0,1%, vậy thì nó chỉ có thể là glucose thôi. Vì vậy đáp án đúng là đáp án B. Ok, thầy cảm ơn bạn bất lực nhé. Cảm ơn em rất rất nhiều. Cứ theo thầy nhiều ấy thì em sẽ còn được học thật nhiều nhiều skill nữa, bởi vì thầy có rất nhiều skill giải nhanh đẳng cấp nha. Câu số 11 ạ. C6H12O6 phản ứng được với chất nào để tạo thành CO2 và nước? C6H12O6 phản ứng được với chất nào để tạo thành CO2 và nước? Thế thì để tạo thành CO2 và nước thì nó chỉ có cháy thôi. Đúng chưa? Chỉ có cháy thì nó mới xảy ra được điều đấy. Vậy đáp án đúng chúng ta là tác dụng với oxy. Câu chuyện rất đơn giản. 12 nào các em. Câu nào sau đây là không đúng? Các bạn comment đáp án ra thế nào. Câu 12 đáp án gì ạ? 12 ạ. Cái nào sau đây là không đúng ạ? Câu 12 ạ. 12 ạ, cái nào ạ? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hợp chất Gly-Ala-Glu có 40 tử oxy. 40 tử oxy á? Xem nào. Gly ở đây có liên kết NHCO là 1 oxy này, 2 oxy này, thêm 1 oxy nữa 2 oxy. Glu là nó sẽ có 2 đầu COO. Đây, 2 đầu COH. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oxy cơ. 6 oxy cơ. Vậy đây là sai A này. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Không đúng là A. Mà chọn là chọn đáp án A các em nhá. Úi dồi ôi, sai nhiều chưa? Thấy chưa? Sai nhiều này là chắc chắn phải học chú Vinh, phải học thầy Vinh rồi. Câu 13. Hợp chất nào sau đây phân tử chỉ có liên kết đơn? Hợp chất nào sau đây phân tử chỉ có liên kết đơn thì mình vẽ ra thôi. Toluen đây nhá. Toluen đây. Không phải chỉ có nó có liên kết đôi rồi. Ethylene đây này. Đúng không? Acetylene đây này. Propan. Xịn chưa? Đúng là chỉ có liên kết đơn chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhá. Đáp án D. Câu 14 ạ. Cái về cái bọn amino acid này thì chúng ta cần phải lưu ý cho thầy một điều như này, là tất cả các bọn amino acid ý, thì nó đều có tính lưỡng tính. Đúng không ạ? Cái buổi hôm nay là buổi tập dượt cho buổi hôm thứ 6 với những phần thưởng cực kỳ là to, cực kỳ là xịn. Thế thì tối hôm nay ấy, là mình phải ôn lại đi để mai kia bắt đầu thi các môn toán, lý, hóa, sinh. Cố gắng giật đến cái giải 500.000. Cho nó xịn, đúng không? Tiền tươi thóc thật. Thì các bạn chú ý nhá, những cái đề ấy, với lại những cái kỳ thi ấy, thì sẽ được update lên trên fanpage của thầy. Các bạn cần phải chú ý, nhớ là click nút chuông, xong rồi là ấn vào nút theo dõi, để mà khi có bài thì ngay lập tức là các bạn có thể tham gia được ngay. Và để mà hỗ trợ cho các em, để mà hỗ trợ cho các em ôn tập thật tốt, thì cái đề ngày hôm nay thầy live stream thì thầy có giải chi tiết. Thế nên là những bạn nào mà cần cái phần giải chi tiết của cái đề ngày hôm nay thì live stream này này, thì các bạn vui lòng là
tag ba bạn của em vào đây nhá, và inbox vào fanpage để nhận được cái đề giải chi tiết của thầy. Ok không? Câu 14 ạ. Acid amino acetic không phản ứng với chất nào sau đây? Thì anh này là anh amino acid, thì nó là amino acid nên là nó sẽ có tính lưỡng tính, các em hiểu không ạ? Và bởi vì nó có tính lưỡng tính nên nó sẽ phản ứng được với HCl, nó phản ứng được với NaOH và nó phản ứng với cả HNO3. Vậy nó sẽ không phản ứng với anh dung dịch brom C. Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng? Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etan. Polyethylene thì được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etan, sai. Etan làm sao trùng hợp? Polyvinyl chlorua được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, sai. Nó là trùng hợp. Thành phần chính của cao su tự nhiên là polybuta 1,3-dien, cũng sai. Amylopectin của cấu trúc mạch phân nhánh, cái này mới đúng này. 15 đáp án đúng là đáp án D ạ. 15 đáp án D các em nhá. 16 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Không đúng. Thế mới căng. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trùng hợp vinin clorua thì thu được polyvinin clorua. Trùng hợp vinin clorua thu được polyvinin clorua. Cái này đúng. Chuẩn luôn. Tơ cellulose acetat là polymer nhân tạo. Chính xác. Cao su là những vật liệu có tính đàn hồi. Chính xác. Các tơ polyamid bền trong môi trường kiềm hoặc acid, sai. Polyamid là nó có liên kết NH CO kém bền trong môi trường kiềm và acid nhá, kém bền. Đáp án đúng là đáp án D, kém bền trong môi trường kiềm và môi trường acid. Câu 17. Một câu tính toán này. 17 một câu tính toán đấy ạ. Nào các bạn cùng comment cho thầy xem đáp án câu 17 là đáp án gì ạ? 17 ạ. Cho m gam dung dịch glucose 20%. Trái bạc hoàn toàn. Vậy là mình phải nhớ là một glu thì luôn luôn cho mình hai thằng bạc. Đúng không ạ? Mình sẽ tìm được số mol bạc bằng 3,4 chia cho 108 thì bằng 0,3. Vậy mình suy ngược lại được số mol glu là 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Và từ đây thì chúng ta hoàn toàn tìm được khối lượng của anh glu nguyên chất sẽ bằng 0,15 nhân 180 bằng ạ. 0,15 nhân 180. 27. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của dung dịch glu 20% bằng 27 chia cho 0,2 bằng 135. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Bạn bất lực ơi. Bạn làm đủ rồi, bạn tag ba bạn rồi, xong rồi là bạn chụp ảnh lại cái ảnh mà bạn tag nhé, xong là bạn inbox cho fanpage để được ưu tiên gửi sớm. Để được ưu tiên gửi sớm trước. Câu 18. Tơ nào sau đây có nguồn gốc tự nhiên? Lưu ý nhá. Nguồn gốc tự nhiên. Tơ nào sau đây có nguồn gốc tự nhiên? Nguồn gốc ạ. Ô lông không phải, ni lông 6 không phải, cáp rông không phải, chỉ có tơ visco mới nguồn gốc tự nhiên thôi. Visco là cellulose. Cellulose nhúng vào dung dịch CH2. Nên thằng visco này nó mới là có nguồn gốc tự nhiên. Các em nhớ nhá. Nhớ chưa? Visco này mới được tính là có nguồn gốc tự nhiên. Ok chưa? 18 đáp án C. Câu 19 ạ. 19 tính toán ở đây. 19 bắt đầu tính toán ở đây ạ. Đốt cháy hoàn toàn M gam STX thu được số mol CO2 bằng 0,2. Số mol HO bằng 0,2. Vậy mình thấy rằng là số mol CO2 bằng số mol H2O. Đúng không ạ? Vì vậy nên suy ra nó là este no đơn. Họ
Thế thì nó là ethanol đơn hở, và mình sẽ có công thức tổng quát là CnH2nO2. Mà nó phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH là 0,5 nhân 0,1 bằng 0,05. Thu được muối là RCOONa. Thì mình có số mol muối cũng bằng 0,05. Mà khối lượng bằng 4,8. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối của RCOONa bằng 4,8 chứ 0,05. 96. Được không ạ? 96 thì hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được R. Nó bằng là 96 trừ đi cụm này là 67. 29. R bằng 29, vậy thì suy ra R của chúng ta nó chính là gì? C2H5. Ok nhá. R chúng ta là C2H5. Vậy thì suy ra cái đầu axit của chúng ta nó sẽ là C2H5. COO. C2H5COO. Đúng không ạ? Mặt khác, số nguyên tử carbon đây là bằng 0,2, mà số mol của este bằng 0,05. Vậy suy ra mình sẽ tìm được là số carbon của este nó bằng là 0,2 chia 0,05 bằng 4. Suy ra nó là C4H8O2. Mà đầu này là đầu CH5COO rồi. Vậy suy ra cháu nó là CH5COO CH3, hay tên gọi là metin propionat. Metin propionat. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C các em nhá. Dễ chưa? Câu tiếp theo. Câu 20. Khó quá là các bạn sợ. Câu tiếp theo, câu 20. Chất nào sau đây thuộc disaccharide? Chất nào sau đây thuộc disaccharide? Disaccharide chúng ta học rồi thì gồm có saccharose và maltose. Vì vậy nên disaccharide là A. Saccharose. Câu 21. Đun nóng m gam dung dịch glucose nồng độ 20%. Thì mình có là 1 glu thì cho được 2 thằng bạc. Mình có số mol bạc là 6,48 chia cho 108 bằng 0,06. Thì mình suy ngược lại được số mol glu bằng 0,03. Vậy mình tìm được khối lượng của glu nguyên chất bằng 0,03 nhân 180 bằng bao nhiêu? 5,4. Vậy từ đó mình sẽ tìm được khối lượng của glu 20% bằng 5,4 chia 0,2 bằng 27. 27 thì đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. B bỏ các em nhá. Ui trời ơi, tiếc thế, mấy đứa comment chưa đúng này. Mấy đứa bị lừa này. Buồn cho Phùng Thảo, Tuyên Dương Việt Em, Tuyên Dương Ánh Nguyễn. Ôi giời ơi, đấy đấy, biết ngay mà. Những câu dễ này vẫn bị lừa mà. Thấy các em thấy không? Những cái câu của thầy chất không? Dễ bị lừa mới gọi là nhục nhỉ. Câu 22 ạ. 22. Thủy phân 324g tinh bột. Tinh bột là C6H10O5. 324 chia cho 162. 2 mol. Hiệu suất phản ứng là 75%. Thu được glucose. Có skill của chú Minh, skill của thầy Minh là tinh bột bỏ N đi, trong phần tính toán mình bỏ N đi, mình tính toán như bình thường thì mình sẽ có là 2 nhân 1 chia 1 bằng 2 nhân 0,75 bằng 1,5. Vậy mình tìm được khối lượng là 1,5 nhân 180 270g. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. 270g. Câu 23. Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol nước? Chúng ta lưu ý nhá, để số mol CO2 bằng số mol nước thì khi và chỉ khi nó là este no đơn hở. No đơn. Được chưa? Nó là ethanol đơn hở. Vậy thì mình nhìn này. Anh này là C3H4O2 không phải rồi. C3H6O2 lấy luôn. C3H đây là C4H6O2 bỏ. C5
H8O2 cũng bỏ luôn. Bởi vì ethanol nó ở công thức tổng quát của nó phải là CnH2nO2 mà các em. Câu 24. Amin nào sau đây có lực 3 giờ là mạnh nhất? Amin nào sau đây có lực 3 giờ là mạnh nhất? Thì lực 3 giờ của amin, mình nhìn nhá. Bây giờ này, mình có anh benzen amin là C6H5NH2. Anh này không làm quỷ đổi màu. Etanamin C2H5NH2 làm quỷ tím đổi thành màu xanh chắc chắn lớn hơn. Ammoniac metanamin CH3NH2 chắc chắn mạnh hơn thằng C thằng NH3. Vậy thì cứ thằng nào có nhóm đẩy E mạnh hơn thì nó sẽ tính bao giờ mạnh hơn. Vậy suy ra CH5NH2 cũng tính bao giờ mạnh hơn CH3NH2. Vậy câu 24 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Kèm nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 25 ạ. Úi dồi, câu này hay này. Số dipeptide. Câu 25 ạ. Số dipeptide có thể được tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và valin. Tối đa nhá. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu em? Tối đa mình có thể là ala ala này, va va này, ala va này, va la này. Tổng cộng có 4 đáp án đúng là đáp án B bỏ. Đây này, bắt đầu đến phần nâng cao hơn rồi này. Như các bạn đã biết, nếu học chỉ học cơ bản thôi thì chúng ta không bao giờ thi đỗ được đại học đâu. Mà ngoài việc mình học cơ bản ra, mình cũng phải học thêm những phần kiến thức nâng cao, những phần kiến thức điểm cao hơn nữa. Và những cái phần mà nâng cao hơn, ở những cái phần level cao hơn thì sẽ có những cái skill độc ở trong khóa S2, còn được gọi là khóa tổng ôn. X-mon acid glutamic phản ứng vừa đủ dung dịch HCl. Úi dồi ôi, đây là một skill của thầy đây. Acid glu này tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl này. Thu được dung dịch X này. Vậy coi luôn dung dịch X gồm acid glu và HCl. Mình lưu ý rằng là acid glu ấy thì chúng ta có một nhóm NH2, một nhóm COH. Thế thì tác dụng HCl là muốn nói đến nhóm NH2, vậy số mol nhóm NH2 là bằng x nhân 1 là bằng x. X nhân 1 là bằng x, vậy HCl là x mol. Bởi vì vừa đủ. Dung dịch x lại tác dụng vừa đủ với dung dịch chữ y mol NaOH. Thế lúc này mà tác dụng với lại NaOH ấy thì một nhóm NH2 và hai nhóm COH thì lúc này nó lại do nhóm COH nên mình sẽ có là số mol NaOH phản ứng thì luôn bằng số mol nhóm COH cộng số mol H cộng. Và số mol NaOH là bằng y. Số mol COH là x cộng H cộng là x. Vậy suy ra y bằng 2x. Skill thầy dã man không? Đúng rồi, có hai nhóm COH ạ. Ồ lỗi lỗi lỗi, hai nhóm COH, sorry, thầy ghi lỗi đấy. Thầy ghi lỗi ạ, hai nhóm COH nên chỗ này nó phải là 2x. Vậy y bằng 3x ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Sorry cả nhà. B bỏ, y bằng 3x. Các em thấy skill dã man không? Kinh điển chưa? Kinh khủng không? Tiếp tục ạ. Ví dụ số 7. Câu 27. Một câu rất rất hay. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin X no đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol amin X no đơn chức. Amin X no đơn chức mạch hở. Amin X no đơn chức mạch hở với công thức tổng quát là CnH2n cộng 3n 0,15 bằng khí oxy thu được CO2 H2O N2 1,2 mol. Số đồng phân bậc 1 của X. Số đồng phân bậc 1 của X. Vậy thì ở trong cái bài này mình bắt buộc phải viết phương trình CN. Mà thực ra mình không viết phương trình được, mình đi bảo toàn được. Đây nhá các bạn nhìn nhá, thầy bảo toàn này.
Bảo toàn carbon 0,15 nhân n. Bảo toàn hydro 0,15 nhân 2n cộng 3. 0,15 nhân với 2n cộng 3 được bao nhiêu phải chia cho 2? 0,15 nhân 1 chia 2. Được chưa? Vậy có phải ở đây thì sẽ có là cộng tổng lại thì sẽ được là 0,15n cộng với 0,075 nhân với 2n cộng 3 cộng với 0,075 bằng 1,2 không? Và hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được n bằng bao nhiêu? Dễ mà Phong. Dễ hỏi đi em. N bằng bao nhiêu các em? Các bạn comment thấy là n bằng bao nhiêu? N mấy ạ? Bấm máy tính mà. Nó dễ lắm. 1,2 trừ đi 0,075 trừ đi 0,075 nhân 3 bằng chia cho bảng một đơn 0,15 cộng 0,075 nhân 2 bằng 3. Vậy suy ra amin là C3H9N. Đề bài hỏi số đồng phân bậc 1. Đề bài hỏi chúng ta là số đồng phân bậc 1 nhé. Bậc 1 là gì ạ? Đọc cho thầy này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 chúng ta chỉ có mấy thôi? 2. Đáp án à? Xịn chưa? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2. Chọn 2 luôn. 27 đáp án A. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A nhá. Xịn chưa? 28 nè. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dịch náo mắt loãng, đun nóng sinh ra ancol. Lưu ý từ nha, đun nóng sinh ra ancol phải rất cẩn thận. CH3COC6H5 đun nóng không sinh ra ancol, bởi vì đây là ester phải nổn. Metinacetat có, etinformat có, tripamitin có, vininacetat là không này. Anh này đun nóng sinh ra anhít. Kinh chưa? Vậy ở đây câu 28 ta chỉ có 3 anh thôi. Đáp án đúng là đáp án D các bạn nhé. Câu 29 ạ. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ y. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ y. Phản ứng nào đã xảy ra trong thí nghiệm trên? Ta nhìn nhá. Chất y này là một chất lỏng và là một chất hữu cơ. Thế thì mình có này. Thế thì mình có này. Những anh nào là chất lỏng nhưng mà nó phải là bay hơi được, sau đó ngưng tụ được chất lỏng thôi. Thì anh này là muối không bay hơi được. Anh này là muối không bay hơi được. Anh này là gì ạ? Anh này là phức chất cũng không bay hơi được. Vậy để bay hơi được chỉ có thể là este rồi ngưng tụ để thành chất lỏng. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 29A rất dễ. Ui 30 nhìn của 30 này trông khủng hoảng tinh thần nhỉ. 30 nhìn trông khủng hoảng tinh thần nhỉ. Nhưng mà 30 mình có cách giải cực nhanh nhé. Mình có đây có phải là khối lượng của toàn bộ bọn amin không? Các bạn nhìn thấy không ạ? Thì phải mình luôn luôn có là khối lượng của muối thì luôn bằng khối lượng của amin cộng với lại khối lượng của HCl không ạ? Và khối lượng của amin thì bằng 2,9. Khối lượng HCl thì bằng 36,5 nhân với số mol này 1 nhân 0,05 bằng 2,9 cộng 36,5 nhân 0,05 4,725 ạ. Đáp án đúng đáp án A. Dễ chưa? Xịn chưa? Úi dồi ôi câu 31. Số phát biểu đúng là đốt cháy hoàn toàn esteno đơn chức phải khỏi thu được CO2 và nước cho số mol bằng nhau. A đúng. Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucose chất bị khử. Chất bị khử ứng với chất oxy hóa không phải. Bạc cộng nó mới là chất oxy hóa. Thì nó mới là chất bị khử. C để rửa ống nghiệm có dính anhydride. Ui thầy vừa nói bên trên này các em. Thấy không? Thế thầy nói chuẩn không? Có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl chính xác. Tinh bột và sen là hai chất đồng phân nhau sai, thầy nói nhiều lắm rồi. Glu và xác đều tác dụng với hydro để tạo thành sorbitol, sai, xác không tác dụng với hydro tạo thành sorbitol. Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa các nguyên tố carbon và nguyên tố hydro. Không phải, chứ không cần thiết. Ví dụ như CF2 monomer của teflon. Đâu cần đâu. Vậy mình sẽ có A và C đúng. Vậy mình sẽ có hai phát biểu đúng thôi.
hai phát biểu đúng. Vậy câu 31 của chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng, A và C đúng, nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Úi dồi ôi, nhầm kìa. 32. 32 là một cái câu mà sử dụng cái skill mà mình nhận dạng được, đây là đốt cháy bọn carbohydrate. Và với cái bài tập đốt cháy carbohydrate ấy, thì với những skill của thầy dạy ấy, thì mình quy đổi nó về carbon và nước để làm nhanh nhất. Đây cận vừa đủ oxy. Tìm được số mol oxy 37,632 chia 2,4 bằng 1,68. Thì thu được CO2 H2O. Được chưa? Thì mình luôn luôn có một điều ở trong này, đó là số mol carbon bằng số mol oxy bằng số mol CO2 bằng 1,68. Rồi cho vào dung dịch BaOH này lần dư. Thì do dư nên toàn bộ CO2 chui hết vào kết tủa. Và mình tìm được giá trị kết tủa chính là giá trị của BaCO3. 1,68 nhân 197 bằng 330,96. Đáp án đúng là đáp án A. 330,96. Câu 33. Câu 33. Đốt cháy hoàn toàn amon triglyceridic X đốt cháy thì thu được CO2 X mon H2O Y mon với X bằng Y cộng 4A. Hay nói cách khác, ở đây thế vào là NCO2 bằng N nước cộng 4 lần NX. Vậy suy ra NCO2 trừ N nước chia NX bằng 4 chính bằng K trừ 1. Và hoàn toàn từ đó mình tìm được K bằng 5. Với K bằng 5 thì suy ra trong X có 5 liên kết pi, trong đó có 3 pi COO rồi, vậy nó còn 2 pi CC. Mà ở đây đề bài nói rằng là thủy phân hoàn toàn X thì thu được glycerol này, acid oleic C17H33COOH, acid stearic C17H35COH. Thì anh này là no. Mà đây cần 2 pi CC. Vậy suy ra phải cần 2 gốc C17H33. 2 gốc C17H33COH. Và từ đó thì mình suy được công thức là C17H35COO C17H33CO tất cả 2 lần C35. Và hoàn toàn mình đến được số nguyên tử hydro 35 cộng 33 nhân 2 cộng 5 106. Số nguyên tử hydro bằng 106. Đáp án đúng đáp án A. Đấy, 33 đáp án A các em nhá. Các em nhìn kỹ ở cách giải. Một trong số những skill chinh phục giải cực kỳ nhanh rồi. Mình phải có những skill này thì mình mới giải nhanh được những câu như vận dụng như này. Thì những skill này chúng ta sẽ được. Nếu mà các bạn không kịp tham gia khóa S1 của thầy thì các bạn có thể tham gia khóa S2, khóa tổng ôn. Mình học nâng cao, chúng ta học trọng tâm vào những phương pháp như thế này. Câu 34. Hỗn hợp X gồm phenin acetat. Câu 34. Hỗn hợp X gồm phenin acetat CH3COO C6H5 và acid acetic CH3COH. Tỷ lệ mol tương ứng là 1:2 A 2A 0,3 mol hỗn hợp X. Thế 0,3 thì A này bằng 0,1, 2A này bằng 0,2 nè. Tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp gồm KOH và NaOH. Vậy thì đặt thằng này là 1,5X thì anh này là 2,5X đây do nồng độ. Thì thu được muối
dĩ nhiên và nước. Đề bài bảo xác định x gam hỗn hợp một. Úi dồi ôi, câu này dễ ợt. Đấy nha, các bạn cùng nhìn nhé, các bạn cùng quan sát này. Đầu tiên là tác dụng vừa đủ, thì do tác dụng vừa đủ nên mình sẽ có là tổng số mol OH trừ sẽ phải chính bằng đây này, đây là ethylphenol, hai lần số mol ethylphenol. Cộng với một lần số mol axit. Vậy suy ra 1,5x cộng 2,5x 4x bằng 2 nhân 0,1 cộng với 1 lần số mol axit là 1 nhân 0,2. Đến đây x bằng 0,1. Thì đây là 0,15 0,25. Số mol nước thì sẽ chính bằng là số mol ethylphenol cộng số mol axit. Và tới đây bây giờ mình đi bảo toàn khối lượng. Mình có 0,1 nhân phân tử khối ethylphenol 15 cộng 44 cộng 12 nhân 6 cộng 5 bằng 136 cộng 0,2 nhân 60 cộng 0,15 nhân 6 cộng 0,25 nhân 40 bằng m muối cộng m nước là 0,3 nhân 18. Và đến đây mình tìm được m muối. 0,1 nhân 136 cộng 0,2 nhân 60 cộng 0,15 nhân 56 cộng 0,25 nhân 40 trừ đi 0,3 nhân 18 bằng 38,6 gam. Xịn chưa? Các bạn thấy skill thầy giải dã man chưa? 38,6 gam. Đáp án đúng đáp án B. Để chinh phục được những câu này, ngoài việc mình nắm chắc bản chất thì mình phải có những kỹ năng, những skill giải nhanh thì mình mới làm được những câu như này. Câu 35 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau. Cho vào ống nghiệm 20 lít nước cất, giọt anilin vào ống nghiệm. Sau đó nhúng giấy quỳ vào dung dịch trong nghiệm thì quỳ không đổi màu. Nhá. Quỳ không đổi màu. Sau khi dung dịch thu được trong suốt là sai, anilin là nó phân lớp. Nó chìm xuống dưới. Sau bước 2 quỳ tím chuyển màu xanh cũng sai, anilin không đổi màu quỳ. Nhỏ HCl đặt vào ống nghiệm này, lúc này HCl nó tác dụng với anilin. Tạo thành C6H5 NH3Cl. Thì lúc này mới thu được dung dịch trong suốt này, C đúng này. Sau bước 3 trong dịch chứa muối phenin amoni clorua tan tốt trong nước, đúng này. Sau bước 2 dung dịch bị vận đục, nhỏ vài giọt anilin vào trong ống nghiệm, bước 2 bị vận đục, đúng chính xác. Vậy đây mình có C, D, E đều đúng. Vậy mình sẽ có 3 phát biểu đúng. C, 3 phát biểu đúng. Kính chưa? Câu 36. Số phát biểu đúng là metin mes acrylat làm mất bóng dịch brom, chính xác. Metin format và glucose cùng công thức đơn giản nhất, chính xác, đều là CH2O. Nhá. Chỉ dùng quỳ tím phân biệt được valin không làm quỳ đổi tím đổi màu, metinamin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh, axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ, chính xác. Hợp chất này là este, không phải, nó là muối amoni, không phải este. Trong công nghiệp dược phẩm, xác được dùng để pha chế thuốc, đúng. Tonitron dai, bền nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm, đúng. 1, 2, 3, 4, 5. 5 phát biểu đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 36 đáp án A. 37. Úi dồi ôi. Các bạn nhìn thấy 37 không ạ? Dã man không? Các bạn cùng nom nhá, các bạn cùng nom nhá. Thì hướng dẫn này. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E gồm 2 triglycerid X và Y trong dung dịch NaOH thì thu được 3 muối C15H31 CONa, C17H33 CONa, C17H35
CONA với tỷ lệ số mol tương ứng. Vậy đặt anh cuối cùng này là amon thì anh này là 1,75A, thì anh này là 2,5A, và glycerol C3H8 O3 số mol là 6,44 chia cho 92, 0,07 mol. Thế thì 0,07 mol này thì ngay lập tức mình có là số mol của NaOH thì bằng 3 lần số mol của glycerol. Vậy bằng 3 nhân với 0,07 thì bằng 0,21. Mặt khác mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri. Thì mình có là số mol NaOH nó bằng đây ạ, 2,5A cộng 1,75A cộng A. Nào các bạn bấm máy tính cho thầy xem A bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu các em? Bấm máy tính cho thầy xem nào. A bằng bao nhiêu? A bằng ạ. À, ok, cảm ơn Ngọc Anh. A bằng 0,4. Đây, A bằng 0,4. Thì cháu này bằng 1,75 nhân 0,4. 0,7. 2,5A là bằng 0,4 nhân 2,5. 1. Được chưa ạ? Thế thì bây giờ câu chuyện chúng ta thế này, bây giờ mình quy đổi cái thằng E của mình. Mình quy đổi cái thằng E này của mình. Quy đổi E thành, các bạn nhìn kỹ nhá. C3H5 OH tất cả 3 lần vẫn giữ nguyên 0,07. Đúng không ạ? HCOOH thì đây. 1 cộng 0,7 cộng 0,4 2,1. Đúng không ạ? Hình như là tính nhầm ấy chứ nhỉ? A bằng 0,04 chứ các em. 0,21 chia cho mẫu đơn 2,5 cộng 1,75 cộng 1 bằng 0,04 mà. 0,04 thì anh này là 0,21. Được không ạ? Xét 2. Đây, xét 2 đây, xét 2 đây. Thì bằng này. Đây là HCO rồi. Thì chỗ này là còn 15 nhân với 1. Đúng không? Cộng với 15, đây là 0,4 thì anh này là 0,1, 0,07 chứ. 0,07, 0,04 thì anh này sẽ là 15 nhân với 0,1 cộng với chỗ này là 17 nhân 0,07 cộng với 17 nhân 0,04 bằng 15 nhân 0,1 cộng 17 nhân 0,07 cộng 17 nhân 0,04
bằng 3,37. Được chưa? 3,37. Hydro thì tương đương với liên kết pi 1, đây là âm 0,07. Được chưa? Liên kết pi trong này mà 1,75A hình như là, đúng rồi, âm 0,07. H2O thì chính bằng số mol axit âm 0,21. Được không ạ? Và hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được khối lượng của E là cộng tổng tất cả bọn này vào. Không phải 0,7 nhân với lại 92 cộng 0,21 nhân với 46 cộng với 3,37 nhân với 14 trừ đi 0,07 nhân 2 trừ đi 0,21 nhân 18 bằng 59,36 gam. Được chưa? Và đốt cháy 59,36 gam này thì cần số mol oxy nó sẽ bằng như sau này. Chỗ này là anh này ăn 3,5 oxy, 0,07 nhân 3,5, cách nhầm thì nó là skill nhầm. Đây anh này thì ăn 0,5. 0,21 nhân 0,5. Anh này ăn 1,5, 3,37 nhân 1,5. Hydro thì là trừ 0,07 nhân 0,5. Còn nước thì vẫn giữ nguyên bằng 0,07 nhân 3,5 cộng 0,21 nhân 0,5 cộng 3,37 nhân 1,5 trừ 0,07 nhân 0,5 bằng 5,37. Được không ạ? Vậy có nghĩa là đốt 59,36 thì cần 5,37 mol oxy. Vậy suy ra nếu mà mình đốt ở đây là đốt 47,488 thì cần bao nhiêu? Thì theo đúng tỷ lệ thôi ạ. 47,488 chia cho 59,36 bằng, vậy là 5,37 chia N bằng, sorry ạ, 5,37 nhân 4,296. 4,296. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. 4,296. Ok chưa? Xịn chưa? Các em hiểu chưa? Đấy, tắt mồ hôi nhỉ? Đấy là với câu 37. Úi dồi ôi, nhìn câu 38 sợ chưa? Nhìn câu 38 sợ chưa? Câu 38 này mình nhìn này nhá. Anh này là muối của lysine này. Một nhóm CH và một nhóm NH2 này. Mà trong phân tử của nó lại có 3 nitơ và 6 oxy. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ suy ra là hai nhóm NH2 của lysine tạo muối hai phân tử axit carboxylic. Còn một nhóm CH thì tạo muối một phân tử amin. Đúng chưa? Y là muối của axit carboxylic hai chức. Thì mình có là Y nó sẽ là muối của axit carboxylic mà lại chứa hai nitơ, suy ra hai nhóm CH của axit tạo muối với phân tử amin. Ok chưa? Mặt khác đề bài lại nói với chúng ta là khi tác dụng với cao áp thì mình lại thu được hai amin no đơn chức kế tiếp trong ngay đồng đoạn. Vậy mà hơn nữa, hỗn hợp G lại gồm 3 muối khan, hai muối của hai axit có cùng số nguyên tử carbon. Vậy ngay lập tức mình đã suy được thằng X. Muối của lysine mà. Thì nó sẽ là CH3COONH3 tất cả hai lần C5H9COOH3NCH3. Còn Y nó sẽ là CH3NH3OOCCOOH3NC2H5. Anh này 0,1. Anh này 0,15. Tác dụng hoàn toàn với cao áp thu được
hai amin là CH3 NH2 và C2H5 NH2. Dung dịch T cô cạn thu được 3 muối, đúng không ạ? Vậy 3 muối lần lượt của mình nó sẽ là CH3COONa. Đây. CH3COONa. Sorry, CH3COK. C6H5 H2N 2 lần. Đây của anh này. C5H9 COK. Và cuối cùng là COOK, tất cả 2 lần. Và đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G. Hỗn hợp 3 muối khan đây. Đây là. Đấy. Thế thì mình sẽ có là có phân tử khối lớn nhất là anh này đó. CH3COOK thì anh này sẽ là 0,1 x 2 bằng 0,2. Anh này 0,1 x 1 là 0,1. Anh này 0,15. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ có là hỗn hợp muối G thì gồm những anh này, vậy mình sẽ có tổng khối lượng của nó. Và phần trăm khối lượng muối phân tử khối lớn nhất là anh này. 0,1 nhân mở ngoặc đơn này. 16 nhân 2 cộng 12 nhân 5 cộng 9 cộng 44 cộng 39 bằng chia mở ngoặc đơn n cộng 44 cộng 39 nhân 2 nhân 0,15 cộng 0,2 nhân 15 cộng 44 cộng 39 bằng nhân 100 29,25. Đáp án đúng là đáp án D, 29,25. Đấy. Một câu về muối amoni rất đơn giản thôi, nhưng chúng ta yêu cầu chúng ta phải suy luận rất rất nhiều. Úi dồi ôi, câu 39. Câu 39 các bạn nhìn thấy kinh không? Choáng chưa? Sợ chưa? Có lẽ là ở đây câu 39 và câu 40 thầy xin phép là thầy sẽ gửi đáp án cho chúng ta ở trong phần giải chi tiết nhá. Được không ạ? Bởi vì cũng là khá là muộn rồi. Thầy cũng muốn là các em nghỉ sớm để mai các em đi học. Được không ạ? Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào các buổi live sau. Nhớ nha, buổi live tối thứ 6 là một buổi live cực kỳ xịn. Các bạn nhớ theo dõi nhá. Bye bye. Ở đó thầy sẽ dạy các bạn một cái skill cực kỳ kinh điển. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc các em ngủ ngon.